Ngay sau đây sẽ là chuyên mục mỗi tuần một địa chỉ. Quý vị, tiếp tục chuỗi chương trình tuyển sinh của FBNC, chúng tôi mời quý vị ghé thăm ngôi trường đào tạo những nhà giáo trong tương lai, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu đào tạo những giáo viên và những nhà giáo dục nắm vững tri thức chuyên môn, có khả năng hoạt động giáo dục, giảng dạy và học tập, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội. Trường Đại học Sư phạm đã và đang có nhiều sự thay đổi để là một trong những đầu tàu đổi mới giáo dục của đất nước. Mời quý vị đến với phóng sự ngay sau đây. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976, tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Sài Gòn. Đây là một trong hai trường đại học sư phạm lớn của cả nước, đóng vai trò nòng cốt đối với hệ thống các trường sư phạm và phổ thông ở phía Nam. Dự kiến đến năm 2018, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng. Đi cùng với đổi mới giáo dục phổ thông, một trong những yêu cầu quan trọng là phải đổi mới đào tạo trong các trường sư phạm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, để đáp ứng được yêu cầu đổi mới thì đội ngũ thầy cô giáo trong nhà trường phải là nhân tố quyết định. Mỗi giáo viên phải là người tiên phong trong tiến trình đổi mới. Điều này đòi hỏi người giáo viên không chỉ phải có kiến thức tổng hợp, kỹ năng, phương pháp giảng dạy mà còn phải có nhân cách tốt và lòng yêu nghề. Các bạn cũng biết đấy, đứa trẻ nó tỏ thái độ rất rõ ràng với một người quý mến nó và cũng tỏ thái độ rất rõ ràng với một người không quý mến nó. Cho nên nếu mà trong trường học mà thầy cô giáo làm thầy làm cô mà không thực sự yêu thương học trò, có những cái ứng xử không công bằng trong trường học, có không yêu thương hết sức mức đối học trò thì chắc chắn là sẽ không đạt được cái kết quả như mong đợi. Hơn nữa, chúng tôi nghĩ rằng là cái giáo dục trong giai đoạn tới thì cái mục tiêu ấy không chỉ nhằm vào việc trang bị kiến thức, mà mục tiêu ấy còn làm cho học trò phát triển cái năng lực của mình, thì bản thân cái tình yêu của thầy đối với học trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển năng lực học sinh. Nếu thiếu cái tình yêu học trò thì không thể làm được. Với nhiệm vụ đào tạo giáo viên và cán bộ có trình độ đại học chuẩn mực, chất lượng cao nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các trường từ mẫu giáo tới trung học phổ thông, trong vài năm trở lại đây, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng xây dựng khung chương trình đào tạo giáo viên mới, đáp ứng những định hướng đổi mới trong chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở trong trường sư phạm thì cái thời gian mà chúng tôi tổ chức cho sinh viên đi thực tập, đi kiến tập ở trường phổ thông hiện nay cũng chưa nhiều. Và vì thế, sự gắn bó giữa trường đại học sư phạm với trường phổ thông, trong đó kỹ năng thực hành nghề, làm nghề của sinh viên sư phạm cũng chưa được chú trọng nhiều. Và vì thế đây cũng là cái điều mà trong cái đổi mới giáo dục của nhà trường sắp tới thì chúng tôi cũng đang có những cái ý định là xây dựng các mối quan hệ giữa trường đại học sư phạm và các cái trường phổ thông, làm sao đó như nhiều quốc gia trên thế giới, sinh viên có thể đến thực tập thường xuyên ở các trường phổ thông. Để tất cả những việc này, ngoài cái ý định của nhà trường thì cần phải có sự ủng hộ của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong đó có những cái văn bản quy định về quan hệ giữa trường đại học sư phạm và các trường phổ thông, cũng như là quan hệ của các giáo sinh khi đến cái thực tập ở các trường phổ thông. Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm đang đào tạo 32 ngành ở trình độ đại học chính quy, trong đó có 21 ngành thuộc khối ngành sư phạm và 11 ngành ngoài sư phạm. Mỗi năm, trường tuyển sinh khoảng 3.300 chỉ tiêu, với tỷ lệ 2/3 là khối ngành sư phạm. Trong thời gian sắp tới, trường sẽ đưa vào đào tạo nhiều chuyên ngành mới như tâm lý học đường để giúp đào tạo những giáo viên tư vấn tâm lý cho học sinh trong các trường trung học phổ thông. Với quy mô và chất lượng đào tạo được chú trọng, sinh viên của trường đã được xã hội và các cơ sở giáo dục cũng như các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Các sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp thì tỷ lệ được nhận vào các cơ sở giáo dục cũng như là các cơ quan sử dụng lao động là khoảng 85-90%. Và với cái khả năng cũng như là năng lực chuyên môn nghiệp vụ thì đều được là đánh giá là có cái sự là năng động cũng như là linh hoạt trong công việc và đáp ứng những yêu cầu của chuyên môn. Sinh viên sư phạm ở đây thì mình thấy mình dạy từ qua nhiều lớp á, thì mình thấy là sinh viên có một số cái ưu điểm nổi bật. Ví dụ như là cái tác phong của các em. Các em đã dần dần hình thành cho mình được cái tác phong của một nhà giáo. Thứ hai nữa là cái sự gần gũi, thân thiện và nhiệt tình
của các bạn sinh viên trong cái mối quan hệ với các bạn trong lớp và với thầy cô giáo. Và thứ nữa là các bạn cũng rất là ham học, tức là các bạn cũng sẽ dành nhiều thời gian và tâm huyết để gắn bó với trường. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục trong bối cảnh Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế chung ASEAN, việc cải tiến đào tạo đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn là một giải pháp đột phá. Trong công cuộc này, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xác định vị trí người thầy rất quan trọng. Người thầy không chỉ cung cấp kiến thức mà quan trọng hơn là người truyền ngọn lửa đam mê sáng tạo, khơi dậy những tài năng, gieo mầm các giá trị đạo đức của xã hội cho các thế hệ tương lai. Xã hội hiện đại, nhà trường hiện đại thì thầy cô giáo không phải là biết tất, nhưng thầy cô giáo phải có thể hướng dẫn được cho học trò. Không thể chúng ta không có thể những thầy cô giáo không thể giải được những bài toán đặc biệt, nhưng phải biết kích thích những cái lòng say mê toán học và sự tìm hiểu để mà giải bài toán cho học sinh. Thì tất cả những cái việc ấy đòi hỏi là cái thầy giáo trong tương lai phải có những kỹ năng về mặt sư phạm, kỹ năng nghề. Thì cái trường của tôi cũng trong cái giai đoạn hiện nay, từ nay đến khi đổi mới giáo dục được thực hiện phổ thông, thì cũng sẽ tập trung vào cái việc nâng cao kỹ năng nghề cho học trò. Chúng tôi rời khỏi trường khi trời đã quá trưa, nhưng dưới sân trường, dọc hành lang hay trong những lớp học như thế này, không khí học tập say sưa của những bạn trẻ vẫn khiến chúng tôi muốn nán lại lâu hơn. Trò chuyện với họ, chúng tôi thấy rõ nhiệt huyết của những con người trẻ đối với sự nghiệp giáo dục, cũng như niềm tự hào của họ dành cho mái trường sư phạm này. Và bước chân vào đây thì em cảm thấy rất là tự hào khi mình là một sinh viên của sư phạm và sau này mình là một giáo viên tương lai đứng trước bao thế hệ của học sinh. Và ở đây thì thầy cô truyền đạt cho tụi em khá nhiều kiến thức, bên cạnh đó là kinh nghiệm cuộc sống cũng như là những cái phương pháp giảng dạy thật là tốt của mình. Và tụi em được tiếp cận những cái phương pháp giảng dạy mới của các thầy cô. Bản thân em đang học chuyên ngành quản lý giáo dục nên là về cơ hội nghề nghiệp thì cũng khá là nhiều. Nhưng mà với em thì vốn dĩ là yêu nghề giáo nên là em mong muốn là mình sẽ tiếp tục ở lại ngôi trường này và hy vọng sẽ cố gắng học lên để có thể làm một giảng viên tương lai. Đội ngũ giáo viên của trường rất là yêu nghề và rất là tâm huyết. Các thầy cô phải nói là một cái kho kiến thức, một kho từ điển khổng lồ. Khi mà bọn em tiếp thu bài giảng hoặc là có những gì thắc mắc là bọn em có thể hỏi lại các thầy cô. Em học đại học sư phạm và em học sư phạm, ngành sư phạm ngữ văn. Cho nên là khi ra trường là em mong muốn mình trở thành một giáo viên dạy cấp 3 môn văn. Quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi sự nỗ lực của toàn xã hội. Trong đó, đội ngũ nhà giáo có vai trò hết sức quan trọng. Và với những nỗ lực của mình, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được hy vọng sẽ là một trong những đầu tàu đổi mới giáo dục trong tương lai. Vừa rồi là một địa chỉ ấn tượng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu về ngành kỹ thuật phần mềm. Kỹ sư phần mềm là anh không những lập trình được mà anh biết được cái quy trình thiết kế ra cái sản phẩm đó.